chọn một chiếc lá có gân cộm và nổi lên trên. Sau đó để tấm lá ở phía dưới một tờ giấy. Tờ giấy đó là một tờ giấy A4 trắng. Sau đó dùng cây mào tô cái phần có để tấm lá, thì phần gân lá nó sẽ nổi lên, màu sẽ tạo thành những cái đường gân rất đẹp. Đây là cái phần nhám và gân lá nổi lên, mặt sau là mặt láng. Chúng ta sẽ để cái phần gân lá nổi lên trên. Rồi coi ở phần trống, chúng ta sẽ tô cái màu lên phần ngay chỗ chiếc lá. Chúng ta có thể sử dụng nhiều màu sắc như là cam, đỏ, xanh lá, vàng, tím, xanh dương, hồng, nâu, vân vân, để mình tô tạo ra nhiều chiếc lá có nhiều màu sắc khác nhau. Chúng ta sẽ cắt những chiếc lá này ra. Xếp đôi cái lá đã cắt lại và cắt thành một chiếc lá nhỏ. Mỗi một lá cây chúng ta sẽ cắt tạo được thành hai cái lá. Sau khi thực hiện xong, chúng ta đã được một mớ lá và chúng ta vẽ một cái bình hoa để tạo ra một tác phẩm khác. Vẽ cành cây. Dán các lá cây rời rạc các màu ra ở trên cành cây. Mỗi một cái ngọn cây chúng ta sẽ cho một cái lá. Phần lá còn dư chúng ta sẽ tạo thành một họa tiết, có thể là họa tiết hình con bướm để tạo ra cánh bướm ở hai bên, làm họa tiết cho bình hoa. Tô màu nền cho lọ hoa để lọ hoa được nổi bật.